xuống, thôi đừng 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 đừng, lùi cả bánh sau rồi. Nó chảy lên rồi, nó lùi cả bánh sau rồi kìa. Này anh ơi, sao lại vô cái hố kia? Tới đây, anh nó tới một cái mắt nó là nó tự nó qua thử, em thử tới nha. Anh cứ là tới. Nhưng mà vấn đề là cái độ bánh cái kia. Xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại video tiếp theo của em dâu. Thì ngày hôm nay đang ảnh hưởng cơn bão nên là mưa gió rất là nhiều. Khách ở các phương xa thì cũng ít về hơn mọi ngày. Thì ngày hôm qua thì vẫn có một đoàn 45 người. Thì hiện tại em dâu đang ở dưới đường vào cốc của thầy. Thì cái chiếc xe đấy đang bị patine bánh. Đó, rất là căng. Đang bị patine và trượt. Đang ngẹo đầu vào cái bồn cà phê rồi. Tình hình là có khả năng căng đấy. Anh ơi, có khả năng căng đấy. Bảo nó đừng lái, đừng lái, nó căng chứ. Ôi anh ơi, thôi chắc không được rồi. Nó lầy này, chết rồi. Đầu xe đi vào đây nữa thì nó lầy rồi. Ồ. Em đừng ấy, càng lăn nó cứ chơi quá rồi. Mà. Đấy. Lầy nước này sao mà lên được. Bây giờ xử lý cái gì? Không phải cho gạch vào, được rồi em thử ra nào. Em không, không được, không được, không được đâu. Để xem là ô chết rồi, căng rồi, căng rồi. Đi lệch đường, thôi đi trên này này, bán trên này này. Này con xe bán tải của Lâm thì phát một nhẹ nhàng. Chỗ này đường này. Biết thế này lấy con xe của em đi xong nhỉ? Căng ngó, căng căng căng. Bánh nó trơn quá, bánh này xe này nó. Ừ. Hiện tại là xe đang bị mất tiền. Em chờ anh vào lấy mấy đồ nhá. Dạ vâng ạ. Đi vào chỗ đấy xem nó có đồ căng gì vứt ở đấy đi. Cho nó giảm cái trơn đi. Cái này giờ chỉ có ấy thôi. Hả? Kéo á. Xe các kéo hoặc là như thế nào thôi chứ. Cái này căng. Không, lấy cái đấy thôi. Đây là có xe vứt ở đây nó đi vào được chứ sao đâu mà. Rõ là bám bác tài, bác bám cái mé bên kia quá. Cái đường đi thì bám sâu dưới đấy quá. Thì bám bên trên đê, bên nói chung là cái đường này là rất là trơn trượt, khi mưa xuống cái này là trơn trượt lắm. Ừ. Là phải biết đi này, người ta bám cái đường này. Mấy cụ già đi bộ đường này là ngã ngoạch luôn đấy. Đúng rồi, mình đi đường ngã chứ không phải bệnh nhân. Ô, oh, mưa mưa mưa. À. Mưa quá. À, ôi em chào chị đẹp. Ôi trời ơi. Đi đâu đây mà lại ghé vào đây? Bắt cái tay cái thế nào? Ôi tay ấm thế nhỉ? Sao lại không ấm? Ôi giời, xe ấm. Đang bị patine, xe bác tài đi không quen đường, trượt cho vào hố cà này, không biết có lên được không? À đâu, bước tượng đâu nhỉ? Đang lấy, mới bán hết rồi. Hả? Đang lấy à? Bán hết rồi. Đang lấy cho chị kia, chị hôm qua chị bảo là thấy trên kênh Út Thìn có cái bức tượng nên lấy cho cô một bức. Đang chờ lấy xuống hả Linh? Bao giờ có ở Thành bức tượng ấy? Mười bức rồi. Ông gì ông quảng bá ấy ăn chín đi đi lấy rồi. À. Bán gì? Ông đấy bán gì? Bán đồ gì? Rất nhiều cái mặt hàng nông sản, cà phê, tiêu, đấy, maca. Cà phê, tiêu điều, mật ong, đấy. Mưa gió quá của chú chị ạ. Đang nhờ Út Thìn ra đẩy xe bị lầy của chú chị ạ. Đấy. Út Thìn xông pha cầm ô đi đây. Lại rồi nên anh em chắc ra đẩy cả nhà. Ra đẩy xe. Đẩy được chứ, xe không mà. Đẩy được không? Được không? À. Năm anh em mình đẩy tốt. Tốt. Ngay lúc đẩy Út Thìn đang chuẩn bị ra
đẩy xe. Xe đang bị sự cố trên đường vào tóc của thầy Minh Tuệ. Đây là ảnh hưởng của cơn bão số 6. Hôm nay là cũng đã đỡ lạnh hơn. Mà không nhận xe đường này nó đi nó trơn, và tên nề dễ lắm. Đây này anh trượt hết. Nói chung đường này phải chạy quen, không quen là phải đi nề cũng hay. À đây rồi, đây rồi. Đây đây. Ảnh hưởng của bão số 6. Ừ. Đâm cái đầu xuống đây rồi. Bây giờ như nào anh em xem muốn nghiên cứu được cách nào. Đây là bị trượt này. Này. Nó đây đã vào. Có đẩy được không có tài ơi? Mấy anh em ra hỗ trợ để đẩy như nào? Bây giờ nghiên cứu cái phương án nào đây? Chị kia kêu chồng chị đánh xe cọc cạch xuống là kéo. Đúng rồi, đúng rồi. À ừ, tốt đẹp. Đây là không có chèn gạch, không có đẩy lên. Ha. Ai kêu Hà xuống cứu cái xe tôi lâm cái thế nào? Hồi nãy là bị trượt xuống là anh. Dạ, đi tới đây là nó cho ngồi xuống luôn nhé. Dạ. Do nãy mình bám bên này quá. Dạ đúng rồi. Bám xong bên này một tí nữa thì ok hơn. Bám bên này này. Trơn quá là nó trôi xuống luôn. Đúng rồi. Bánh nó trôi xuống luôn. Cái này là con cô bác chú ý đi vào cốc này. Chắc là nên để xe ở ngoài chứ còn chạy ở đây là trời mưa cái đường đất nó chơi. Mưa là nó khó. Đấy thấy các bạn thời nghi rồi bạn cứ kêu chạy. Không đấy là ấy thôi nhưng mà do là này nó mưa thôi chứ ngày mùa khô mình đi vào vô tư mà. Mùa khô thì đến đây không chèn được đâu anh à? Hả? Không chèn được. Không chèn được. Chắc chắn nha. Cái này không thể chèn được ở đây chỉ cứ kéo lùi thôi. Không chèn gạch thì lùi lại thôi, mình đẩy xong gạch thôi. Cho chị Hồng chị ra chị đẩy nha. Đẩy. Chị Hồng ra đẩy. Nó sẽ patine ngay. Bây giờ tất cả. Dạ, bây giờ là mình không thể lùi được đâu. Thế thì mình đẩy thôi. Hồi trước kia mua xe riêng thế. Chào chị. Chào. Anh đi mà con mình bây giờ tập trung đẩy thôi. Mặc áo mưa thì ta buông cái áo mưa cái rúm này thế nhỉ. Chẳng nhẽ bao nhiêu người đây mà không đẩy được cái xe này lên à? Có nghĩa là cô đẩy nhưng mà nó cứ đánh cái bánh xuống ở dưới đấy không lên được. Đúng rồi. Không, cái lực của mình đẩy nhiều á. Để tí nữa cô xem nhá. Tí nữa có xe kéo cái đầu nó vẫn cứ đánh qua bên kia. Không hay là do bảo bác tài cho số lùi mình đẩy cái đầu này có khi được. Nó nhẹ mà. Lùi mà. Được đấy, không cần. Bây giờ mình cứ thử đi. Tài ơi. Ôi. Bây giờ ông vào số lùi thì mấy anh em đẩy đầu có khi được. À thế à? Đúng rồi. Được. Đúng rồi. Bây giờ lùi. Lùi đẩy, mấy anh em đẩy. Thử xem có được không? Đây anh cầm máy nha. Lùi đẩy. Rồi. Đi, Vũ Thiền đâu mấy anh em thế nào? Đông anh Đức cầm đi. Để em đẩy cho. Chồng em đến trong kiểu cho. Anh Hạnh cầm. À, chồng chị đang cầm che lên hả? Thì bây giờ mình cứ thử chiếc đi, nếu không được thì chờ xe. Tất cả đẩy đi. Đẩy sao đây? Lùi đi, xong rồi lùi phát đẩy phát được ấy mà. Nó trơn quá. Đẩy được thì ta gọi xe kéo. Nói dạ, chung là nhã. Bây giờ trừ khi mà tập trung mà lôi được cái đầu lên phía trên là mới thoát ra được. Còn cái đầu bây giờ nó đang ở trong cái hố. Cái hốc này hốc cà phê rồi. Sao? 1, 2, 3. Bây giờ sao? Đẩy cái đầu. Có sức nào? Bây giờ lùi được một cái tiến. Các chị không đẩy được, các chị la là dễ hơn em đấy. Đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, dỡ! 2, 3, dỡ! Chú gọi chị lắm nhé, đừng có đùa với chị. Em việc cái vô cũng phải cho con. Nhưng mà chắc chắn là đỡ đường đẩy, để xe nó kéo lên đây đường tí. Xe kéo lên này. Thử nó lùi lên lùi hơn. Không, đẩy lùi đi. Đẩy lùi. Tất cả đẩy lùi đi, đừng đẩy xuống đây. Vào đây là càng ngày là càng xuống là sâu rồi. Lùi đi. Gấp xe đã vào. Ủa, bây giờ ai đưa đây, tôi cầm. Đưa đây, chị đưa vào. Đưa chị nào. Cẩn thận nhé, nó lùi cái bánh sau xuống. Thôi đừng, lùi cả bánh sau rồi. Nó chảy lên rồi, nó lùi cả bánh sau rồi kìa. Này anh ơi, sao lại vô cái hố tới đây anh. Nó tới một cái mắt, nó là nó tự nó qua thử, em thử tới nha anh. Cứ là tới thì nhưng mà sẽ tới. Vấn đề là cái độ bánh kìa anh, đừng có ghe mạnh nha, ghe mạnh nó patine, anh cứ ghe từ nhẹ nhẹ thôi. Rồi vô. Xin chào đó. Rồi mạnh lên, mạnh lên vào đấy rồi. Mạnh lên. Lên nữa. Lên nữa rồi. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, ga lên. Quay lại.
Thôi, không được rồi. Rồi, ok. Thôi, kéo xe lên thôi, phải kéo thôi, kéo lên. Phải xe kéo thôi. Chắc phải xe kéo mất rồi. Ok. Nói chung là khó rồi, nó vào đúng cái ấy này rồi. Ừ. Đừng nghĩ là phải đi lên trên này. Đúng rồi, đi lên trên này, cậu này cậu không có kinh nghiệm mà, đâm ra là chưa có kinh nghiệm. Thế năm ngoái chị Thìn bán sầu riêng cũng lên đây cũng bị ba chi đê xong rồi okay. Cũng phải kéo. Chú Thìn. Chị gì? Ba chi bán sầu riêng. Nói chung là bị ảnh hưởng cái cơn bão số 6 là mưa xuống. Lầy lội. Ảnh hưởng bão. Ừ. Mà công nhận nhờ. Hôm kia là vẫn nắng mà tót mồ hôi ra qua một buổi chiều phát là nó lạnh. Lần này là phải đến thứ 6 em ơi. Dạ, cháu à? vì cái độ nếu nó khô thì lên, nhưng mà nó mưa nó nhảy. Đường này mình lên được không cô? Sao trên này ở dưới cốc thợ có làm không hả Thìn? Bây giờ mình đi lên này. Thìn, mưa lên này ở dưới có làm không? Không. Nhưng mà ông bố vẫn quyết định à? Nhớ là mà có đề à? Không có đề thì tại vì không ai cho em về bảo làm sao khó lắm. Em phải về bảo cơ. Nói hôm đó có một thầy để đến xong chưa anh? Tháng nữa. Một tháng nữa. Tính là công trình này làm lâu nhỉ? Đường này mưa là bà con rồi đi xuống rất là khó khăn nha cả nhà. Đây này. Cả nhà nhìn này, cái đường nó đang bình thường chứ cái chân vô vậy là nó xìa liền phải không? Trơn lắm. Đấy, bằng chứng xác thực đấy. Bằng chứng xác thực, xe đã rẽ ở đây rồi cần gì phải trà cái dép làm gì. Đấy. Xem rồi, đấy, đầu này. Sâu vào cái bánh luôn. Bánh này, đầu dưới này, bánh sau nó ngập luôn đấy nè. Và thế nên này sao mà lên nổi. Ờ, đúng rồi, không sao đâu. Đồng này đi Sài Gòn hả? Ờ, chiều anh bay về Sài Gòn. Đó thì ông đang chạy xe lên. Anh chạy xe lên à? Hiện tại là phải phương án là gọi xe cứu hộ của chú chị ạ. Đấy. Làm sao rồi? Đèn bị sao? Cái đấy sao? À, để, à rồi rồi. Lắp cái đấy để. Em kích lên à? Dạ không. Em để cái cột dây kéo. Đấy, để cho xe kéo. Cứ vặn chắc vô. Đâu, đang đi chỗ này nhưng mà do bác Tài bám ở bên này nhiều quá, nếu bám sang kia thì chắc ok. Đây đây cái vệt bánh của em này. Đây cái này trôi xuống. Từ từ đây là nó trôi xuống. Mình ngồi trên xe mình bảo quái sao lại cứ đi vào sát này quá, nó cứ xê dần. Nhưng mà cái bánh ở đây là chuẩn rồi này. Đây là nó tự trôi từ nó trôi xuống. Đâu em đi dưới này này. Đi lên trên cơ, đây bánh xe đây này. Đấy là anh đi xuống đây là từ đây này, em vết bánh của anh đi từ đây. Như thế này thì làm sao mà không có. Mày không bán luôn. Không sao đâu. Như thế là sau nó có kinh nghiệm. Đi, đi, đi vào chỗ này xem tí nó xe và chờ xe kéo lên. Kéo nó phải cho gạch vào đấy rồi. Cho gạch đỡ trơn đi. Không, xe kia nó kéo nhẹ cái lên mà. Kéo một phát rồi. Bây giờ xe lên cũng dám. Xe lên lọt bên này là lạng quạng lại lọt tiếp. Không, bên đấy thì không sợ. Không, không, lọt. Bên này có lạc thì nó không chân ở bên đấy đâu. Bên này nó có thể lạc, nó có cổ đỡ như này. Đấy. Cái độ của cái này nó thấp. Cho một cái ấy vào bán vào đây là lên được. Bây giờ có cái cặp bê tông cắm vào lốp trước là lên ngay. Bấy lên đó hả? Cắm lên này để em bám lên này lên. À thế. Đấy, bây giờ là phương án là dùng công nông để kéo xe lên chú chị ạ. Còn bạn Hà lôi phía sau hay phía trước Hà ơi? Phía sau hả? Xe công nông trời
Đấy, mưa rồi. Bắt đầu mưa nặng hạt rồi đấy. Ủa sao phải ném đầu xe ở đây luôn mà lại đánh lên trên mình trên gì? Vậy thì bây giờ là phải quay ra phía sau này đúng không? Quay cái hố kè lên là được. Quá mưa quá. Nếu mà bên này có khi cũng lầy đấy. Cũng sụp qua bên này. Bên này thì nó không có sâu bằng bên mất trà. Đúng rồi. Hằng ra khênh đầu đuôi xe phụ cái nhá. Ok. 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 Phân bón rồi riêng là tưới nước rồi xịt thuốc. Tất cả trong một. Đấy trong móc ở đây thôi. Rút cái chốt lên cho vào trong á. Đúng rồi, cái chốt mình rút chốt lên. Quay vòng. Đây là những người bà con ở đây là rất là nhiệt tình hỗ trợ. Khi ai mà đến cốc mà bị nạn là cứ gặp bạn Hà. Rất là nhiệt tình giúp đỡ. Rồi, tốt đẹp rồi. Rồi rồi, né. Căng đấy. Rất là khó khăn luôn. Ê. Đẩy đi. Đẩy luôn hả? Đẩy đầu xe này đâu không chạy được đâu mà. Chắc là phụ đẩy nhỉ. Nghe bản hàng chỉ đạo. Cá vô là được mà. Hả? Cá vô lấy cái nó cuốn ngon. Hằng. Nó quen nó. To khỏe thế bê cái đầu xe bó lên đường luôn đi. Bê luôn ok. Ừ. Đi. Lâu lâu có chút chiếc kia mà kéo làm gì. Bây giờ cùng nhau đẩy bên này. Hay là vừa tơi vừa đẩy được không? Vừa tơi vừa đẩy chứ giờ sao đẩy được. Không biết được. Đẩy đi, phụ đẩy phát ra luôn đi. Phụ đẩy anh ạ. Chắc kiểu này phụ đẩy rồi. Đẩy
tình hình rất là căng. Đây đây anh cầm máy để em ra phụ đấy cho người ta phát. Một cân vào. Không cho gạch đường xuống à? Không cho gạch xuống à? Xe kia không trơn, chạy được đâu. Không kéo được. Cho cái gạch ở dưới đấy được không? Không cho được à? Không được. Hả? Căng. Hả? Này xe cứ phải xe cẩu rồi. À ha, dùng đầu còi nó đóng kia để vừa rút với luôn. Không, nhưng mà bắt buộc phải cho thêm một cái này xuống đây để hạn chế cái độ trơn của nó cơ. Chứ không trơn, đất này trơn thì không thể nào lên được đâu. Không có để xe đây rồi mai vào lấy được. Cho nó khô. Để xe đây hết bão vào chứ. Mai cách gì đấy. Cho đến khi nào mà nắng ráo lên thì về đúng không? Đúng rồi. Chắc đâu, tổng... phải cho mấy cái viên gạch tiếp xuống này. Phải giấy nữa cơ. Dưới lơ gần xe, đằng sau xe. Cho được. Cho được mà. Cho đằng trước, đằng sau nữa hả? Đang lùi mà. Lùi cũng được, cho đằng sau xe bánh ấy. Tình hình là rất là căng đấy. Xe anh em hôm nay đi xuống cốc thăm thầy tí mà bị lầy quá của chú anh chị ạ. Đấy. Không có duyên rồi. Cậu lái xe này, cậu này lái xe này không có duyên mới gặp thầy. Được xuống gốc của thầy. Đấy, mưa quá nhỉ. Quá mưa luôn. Không có cái ô rồi. Tình hình rất là căng luôn của chú chị ạ. À, đấy, tình hình là xe trên thì đang rút thêm cái cục tợi ra để đóng xuống thì mới rút được xe này lên. Đầu trên là cò vực gốc cà phê. Cò vực gốc cà phê à? Sao không còn một cái dây cái điện kìa? Ừ. Tình hình không biết có ổn không này. Quá căng rồi. Cố lên. Oh yeah, cố lên. Rất là trơn trượt luôn của chú chị ạ. Đất Tây Nguyên là một trong những cái đất của này. Khi đi thì nhớ, khi về thì thương. Đi vào đây là mệt hết luôn. Ôi, cố lên. Cố lên. Lên rồi. Ngoài đi, càng quá của chú chị ạ. Thế thì kéo được lên nữa.
Đây có cái móc rồi. Nó móc đây. Thì kéo bẻ lên cho tươi đi hơn. Bẻ lại xe. Ủa gạch đen thua gì anh? Không đổ vô gạch như nó bây giờ tình hình thế nào, xử lý fan này thế nào đây bạn Hà? Giờ như thế nào? À? Hay là lấy cái vét sơ chỗ này đi? Lấy xẻng hót. Lấy xẻng nha. Lấy xẻng ấy lót vô trong hố, lót đất vô. Lấy xẻng xúc đi nha. Hà ơi. À đi 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 xuống đi, cứ lên lấy cái cuốc, à cái xẻng. Ban cái này xuống. Lấy cái xẻng đi. Lấy cái xẻng ban cái này xuống, lót vô trong hố. Hỏi cháu tin cái xẻng ở đâu? Đúng rồi, chém mừng đầu tiên. Nhanh lên. Từ từ, tặng bộ chứ. Bạn Nga Sumo đang gấp rút những bước sải chân rất là dài trên cái con đường trơn trượt của Tây Nguyên để đi lấy xẻng để hỗ trợ. Hay con làm gì đó? TikTok. Hay con làm TikTok hả? Dạ cháu. Đó là con gọi vậy. Con làm được cả TikTok hả? Trời ơi. Tình hình là còn đoạn lên lên giờ thì các đi kiếm xẻng hót cái bánh này sau á. Căng quá của chú chị. Nó đang chị nhân nó bị cua cái này trượt xuống cái. Trớt luôn. Này chứ đụng rơi vậy á. Mà xe kéo mà phải nặng hơn xe này cơ, xe kéo mà nhẹ hơn xe này thì kéo không. Càng quá. Cố lên chia kỳ, cố lên chia kỳ, tuyệt vời quá. Nhưng mà từ từ đừng để cái bánh kia lên xuống đấy. Đấy, đâu bảo rồi. Cái này nó trơn mà. Mà tôi cả chắc phải đấy, nó cứ xoay cái bánh trước. Thôi, đừng gáy nữa, đừng gáy nữa. Được rồi, bây giờ đổ đất vào đây để cho xe tiến lên đây. Đừng lùi nữa. Không, cứ kéo ra đi, kéo ra tí nữa đi chú ơi. Kéo ra làm sao được. Kéo ra đi nữa đi. Em tôi bỏ dây ra, bỏ dây ra. Để bỏ dây để tiến lên đây ra, xem nó quay, bảy lái tiến lên. Bỏ dây ra đi, bảy lái tiến lên thế nào? Bỏ lái tiến được. Bảy lái tiến được thì cần gì mà phải ấy? Đúng rồi. Đang bảy lái tiến được. Anh lái ít thôi, đừng có lái nhiều quá nè. Bảy lái tiến lên. Mập, tránh ra con. Mập đi ra kia. Chỉ cần qua được cái vũng này là bảy lái tiến lên rồi, đất kia nó không lầy nữa. Để qua đi. Bẻ lái tiến lên. Ra đây mình lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra để nó phi lên, chẳng may nó phi lên bờ cái. Được, ra được rồi. Em lùi ra đi. Đi ra. Đi lên, lên đây. Lùi cho người ta lấy đà người ta giỡn đi giờ. Từ. Cái bánh trước là bị ấy đấy. Thôi. Má nó không có độ bám, cái đất này trơn nè. Đất này nó trơn không có độ bám. Đóng ra ngoài đường luôn à? Kéo ra ngoài đường luôn đi. Kéo làm ra ngoài cái đi. Kéo luôn đi. Kéo luôn đi rồi. Không có nó sạt thứ mấy lại còn khủng nữa. Đấy, đến tầm này là phải dùng cả đến tòi hai đầu luôn của chú chị ạ. Đấy. Cố lên.
đây là cái tời đây, chứ còn kéo là không thể kéo được, tại vì đất ở đây rất là trơn nữa nè. Phải đánh xe xuống dưới xong bắt đầu mới đưa đầu lên được. Anh xuống đây, anh đi từ 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 xuống dưới đi, bám sát sang bên lề bên này này. Quay đầu à, trơn lắm. Quay đầu đi. Wow, lại lia bánh. Mập ơi, mập đi ra. Chắc là ổn rồi đấy anh ạ. Cầu mong phải xịt nước hết để cho nó đỡ trơn. Bây giờ cái bắn nó đang trơn ấy, nó bắn cái patine mà. Cuối cùng thì đã quay đầu. Đã thoát được cái vũng lầy rồi của chú chị ạ. Đấy. Xe trên chờ xe dưới rất là vất vả. Lên đường thật sự ra cái đường đất đỏ Tây Nguyên thì cô chú chị đến đây thì đã biết rồi, cái đất đỏ này rất là mến người. Rất là bám luôn và đặc biệt là rất là trơn đấy, các cái đầu xe bên này là chìm dưới luôn. Quay là không cần ấy luôn, cứ mặn ghe là tự nó quay ra. Sâu này có một trải nghiệm đáng nhớ. Có một kỷ niệm đáng nhớ. Cái chê này là video của em dâu đến đây cũng tương đối dài rồi. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Cô chú anh chị mà yêu mến em dâu thì cho em dâu xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ em dâu xin tạm dừng cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu cũng bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lân còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng ấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc ấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé, các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường đó. Giá cả làm sao như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này, đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều các công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất đấy, xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều đấy, hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại, hạt điều rang muối này bì 500g đấy. Rồi đây là trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt đấy. Rồi hoa đu đủ đực đó,
rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé, hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày, rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này, chè dây cho bác nào mất ngủ này đó, bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.